cái này nó màu nó lúc lúc mà. Con này để giống thì hai phải nói nha. 28 kg này để giống người vừa mà. Nó mình nuôi nó dễ lắm. Anh em mà mua alo mình nha. Cái loại này bảo đảm người dài đòn mà nạt không. Nuôi mà mau lớn nha, chứ không phải là lâu lớn nha. Nuôi cái lượng nó giống vậy nuôi nó mau là mọi người. 3 5 chân thì 3 chân nha. Mình lại tạo cũng khá lâu mọi người ha. Mới được có loại heo đẹp vậy. Cảm ơn anh khách đã ủng hộ em.